Rồi mình gặp này dưới đèn chỗ nữa mọi người, nó đóng sát nó mương mọi người, tiến hành con này nó phít lắp nha mọi người. Thì hiện tại thì mình bắt ong ruồi cuối mùa nha mọi người, thì còn đổ lại chừng tháng đổ lại nha mọi người. Thì cấp này cũng sắp cần sắp vô mùa mưa rồi mọi người. Năm nay thì năm nhuận 2 tháng 4 nha mọi người, cho nên là cái thời gian nắng nó hơi lâu một tí nha, lâu hơn 2 năm rồi. Ok, cái cấu này thì nó fit lắp nha mọi người. Oh, rồi để mình cắt lên mình quay cho mọi người xem nha. Ở đây cặp mé mương mình quay khó quay lắm anh em ơi. Nè mọi người, mọi người thấy cùng mọi không? Quá trời. Khu dưới mình mà dạo này mà mặt như đây là khá ổn nha mọi người. Bị này cũng cần cứ mùa mình vũ cho mọi người xem nha. Ôi ô mặt nè. Thấy chưa mọi người, thấy không? Là dưới đây là khá ổn nha mọi người. Nè nó phía lắp ở trên đó chưa. Thì chỗ dùng mình thì nó cũng gần hết mùa đó nha mọi người. Thì mình đã nói đó, tầm tháng đổ lại nữa. Ok, rồi tiến hành cắt bổng keo luôn nha mọi người. Sao không bay quầy? Ủa nó tắt mất tiêu rồi. Hai ổ này sát bên nha anh em. Trời ơi, cũng cảnh đạt được. Bò đi. Ông nó nhỏ hả? Nhỏ. Nhỏ quên mặt. Bấm vô cái hết tay rồi. Mình gặp cái đèn tỏi này mày, này mình tiến hành bắt nó nè. Bên đây khá là bịch. Ồ, hồ này mới đông, hồ này nó kiếm mà nó không thấy, nó dở. Nặng không? Cái em phê á. À, dưới mà. Rồi, bón keo luôn em ơi. Rồi mình gặp trong đèn tỏi này nè anh em ơi. Em mình đang tiến hành dọn cây đây vô lấy anh em. Nè cổ này nãy giờ đi nó động mà. Con tà lưa hết trơn nè. Con này có mặt nghe lắm, tao nghe mùi mặt. Con này có mặt hay tao nghe mùi mặt. Có mặt mà đủ thì nó còn non mà. Mặt cũng có lý mà thấm. Rồi đưa đó thấm ơi. Cái mục quá vậy? Cái mục. Xeo á, cắt xeo á, xeo là nó gãy. Để cho mấy ngầm ngáy vô. Cắt bay từ từ ở đây.
Gì? Rồi đem qua đường nó thung rồi. Một cái đâu một loa vậy? Ở trên đầu trên nó còn ấy chắc cây vậy. Cắt đời, cắt đời. Đây, cắt ra, người cắt cho. Dịnh dịnh cây đây, có xa đâu. Không nữa anh em, và cắt bóng cây anh em ơi. Rồi anh em mình vừa lấy cái đèn tổ anh em, cái tổ này cũng quên mật. Vũ ơi, Vũ luôn. Thơm. Rồi cắt bỏ ca nè. Con này cũng vừa bắt thôi. Không gọi là bự. Rồi cắt bỏ ca nè. Rồi hai anh em mình gặp trong đây ngồi tổ nó nha mọi người. Cái tổ này là nó full mặt, nó phía tấp hết rồi. Con này vừa bắt. Má, bữa nay đi gặp toàn hổ. Non không? Chắc là gặp mình gặp ổ non không à. Rồi cắt mấy cây nó coi chừng cái này. Má cái này. Cắt cây 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 hái cây không? Cây cây khô ở. Rồi cắt đen được, cắt cái đen. Chỗ này lên nhìn. Hử? Được chưa? Còn đâu nó dính đâu nó. Thì cắt mấy cây nó rộng. Nó bật lại chứ. Đó là gì đó. À, hết đó. Cái đủ. Thấy không biết nó bật ra lắm mà. Rồi. Quíu vô. À, full. Rồi, tiến hành cắt bỏ keo lên em ơi. Rồi gặp ổ nó anh em ơi. Ổ này đóng trên cây chân bầu nha anh em. Khá là bịch. Đâu có đâu, nó đóng vào cây bên kia mà. Nó xuyên qua cây bên kia mà. Không? Bự à? Cái bự không? Ủa cái bự dưới đó hả? Cắt được không? Xeo hai tay. Dùng ống trống đi xeo hai tay. Ống trên cây khá là bự nha nè. Cái thun này xeo, cắt cho dán dưới luôn hả? Treo cái đầu kia trước đi. Trời ơi. Nó làm quá, nó giấu gì hình. Cầm được ha. Đưa đây. Má đóng cây gì mà bự dữ trời bự trời. Đó. Xeo. Xeo hai tay xeo nổi. Đóng cây khá là bự nha nè. Coi cùng mặt ha. Coi cùng mặt cũng được. Được chưa? Chưa hai cái nè. Được chưa? Rồi. Má ở đầu này sao đây? Cắt luôn. Làm ơn. Rồi để anh em mình cắt đem ra ngoài nha anh em ơi. Cây này khá là bự. Má ở đầu này. Rồi gặp ổ anh em ơi, nè đóng trên cây khô nè. Hả? Chưa bình nữa. Ồ, trong cái sậy có cây khô này nè. Quá lì. Hôm nay lấy ổ toàn non non thôi nè. Không ổ nào già, toàn là mới đóng. Bà này bà đầm ta nè nè. Trong quang, bên đây có một cục sậy. Cắt cái gai này. Bỏ nó đi. Cái cơ bản này à. Cầm nè bị quà ở vụ này. Cái này nhỏ hơn ngày nãy mà. Rồi cầm ra luôn cái nhánh nhỏ nhỏ bẻ bỏ
rồi ra vũ cho anh em mình coi. Bé, có nhìn bé mặt em ngoài không? Bé, bé lấy tay bé. Ôi ôi con mặt. Ôi ôi mặt. Mà vũ đi. Nặng dữ vậy ta. Thế ơi, ủa này khá nặng nha. Ủa con mặt này trời ơi, thế lắm. Đã quá anh em ơi. Con này nó thích lắp à. Nè bờ này nè, bờ này chống quen. Ở đây có một bờ sậy, khá là im nè. Đây mình là tranh thủ để không người ta nói ông nuôi anh em ơi. Rồi, cặp bóng cam đi. Rồi gặp được ổ mọi người. Ổ này cặp nhà mồ nha mọi người. Nào bẻ giật con câu ở đây dữ trời đó. Em coi đó. Chặt trên đó ngổ nó gì đó. Lâu gì. Biết không? Thổi vô, thổi vô. Mắc đảo lại nè. Ừ, cũng đâu có đảo xa đâu. Mình chắc bên. Bốn bà kìa. Ủa nó cắt ở đây ngổ nó gì nè. Cái này. Phải không? Cắm. Nó cắt trong đâu trong đó ngổ á. Kìa trên đó cắt mấy ổ nó kìa, kìa cây kìa. Cắt cái này nè. Ừ. Cụ mặt phun nha. Ồ, phun. Quên nha nè. Rồi, tiến hành cắt bóng keo luôn em ơi.